Đầu tiên ấy thì để mà giao dịch phái sinh được, cái quan trọng đầu tiên ấy là mọi người cần phải hiểu được cái bản chất xu hướng của thị trường, gồm có hai cái thông số chính là VN Index và VN30. Đó, thì đầu tiên mình phải nắm được cái xu hướng này đã. Thì trong bất kỳ những trường hợp nào, ví dụ như giai đoạn gần đây là có cái việc khuyến nghị trong cái việc là những cái rủi ro thị trường cơ sở nó đã gia tăng rồi, và hoặc là những thời điểm mà thị trường bắt đầu có nhịp đi lên chẳng hạn, thì đó là thời điểm mà có những cơ hội long cực kỳ tốt. Đó, thì đầu tiên mình phải quan trọng nhất là nắm cái cơ sở này. Thì thường ở thị trường ấy thì nó sẽ có ba cái trạng thái tài chính, nếu mọi người để ý nó sẽ có ba trạng thái tài chính của thị trường. Sẽ dùng cái pen viết ra cho mọi người nhìn cho nó rõ. Đó, chỉ cần nắm được thị trường có ba trạng thái tài chính như sau này. Trạng thái thứ nhất của thị trường đó là trạng thái mọi người đã biết rồi. Đầu tiên đó là thái thị trường, hoặc đây là VN 30 luôn đây, VN 30 thì nó sẽ có mấy cái. Một là xu hướng rõ đi lên, thứ hai là cái xu hướng rõ đi xuống, và thứ ba là không có xu Nhưng cái điều quan trọng ở đây ấy, là mọi người phải hiểu rằng là trong trạng thái không xu hướng này, nó sẽ chiếm khoảng từ 50 từ 60%. 50 nhá, nó chiếm từ 50% đến 70% số phiên. Đó, số phiên trong một tháng, nó tùy vào giai đoạn thị trường, tùy giai đoạn thị trường. Đó, đây là cái yếu tố mọi người phải nhận diện rất là rõ ràng. Cái này này không có xu hướng này thì mọi người phải đánh, không được kỳ vọng nhiều, không được kỳ vọng quá nhiều vào cái biên target lợi nhuận, tức là chúng ta xác định là mỗi cái nhịp sóng của nó chỉ rơi vào khi mà không xu hướng này, chỉ rơi vào từ 2,5 điểm cho đến nhiều là 5 điểm. Đó, còn xu hướng rõ đi lên và rõ đi xuống này thì nó cả hai cái này nó chỉ rơi vào 30% thôi, nó chiếm 30%, những gọi là rõ xu hướng này chiếm 30% đến tối đa 50% số phiên trong một tháng. Tức là gì, mọi người phải hiểu rằng là chúng ta sẽ phần lớn sẽ là cái số phiên không có xu hướng, do vậy là nó đội lái nó sẽ đánh lên đánh xuống, giật lên giật xuống ở trong phiên được. Và như thế thì chúng ta cần phải nhận diện như nào? Khi chúng nhận diện không có xu hướng thì chúng ta phải có cách chiến lược đánh không xuống. Đó, nguy hiểm nhất là không có xu hướng mà chúng ta cứ kỳ vọng nó là long, hoặc là kỳ vọng nó là sọt mạnh hay là long mạnh, đấy là rất nguy hiểm. Thì bây giờ lấy ví dụ luôn cho mọi người tại lý do tại sao này. Mọi người nhìn này, VN30 nhé, cái chính của chúng ta sẽ bám chặt vào VN30, có thể không cần quan tâm đến VN Index cũng được. Nhưng VN Index nó cũng là một cái chỉ báo, khi mà VN Index về những vùng hỗ trợ, nó vẫn là cái vùng mà cho chúng ta hỗ trợ kháng cự thì mọi người biết rồi đúng không ạ? Hỗ trợ chính là các vùng vùng đáy của trong trong một số đi lên thì nó chính là các vùng đáy đúng không ạ? Đây là vùng đáy này, đây là, đúng không ạ? Đây là điểm đáy này, thấp nhất của cái vùng sóng này đi lên này đúng không ạ? Còn kháng cự thì nó chính là những cái điểm đúng không ạ? Đây, những cái vùng đỉnh này là chính là vùng kháng cự này. Khi đi lên lại thì trên đây chính là những vùng kháng cự. Thì mọi người thấy rằng là, ví dụ cho mọi người nhé, trong vòng một tháng qua, trong vòng chính xác là từ tháng 4 đi, thì mọi người để ý này, toàn bộ quá trình các cái phiên như này, đó là VN30 là không, hoàn toàn không có xu hướng đúng không ạ? VN30 hoàn toàn không có xu hướng ở đoạn này. Mọi người thấy không ạ? Đi gần như đi ngang, VN30 gần như đi ngang, và trong người nhìn thấy không ạ? Có đến đến sơ sơ chỗ này là đến được gần 20 phiên là không có xu hướng. Đúng không ạ? Tiếp tục đi đến cái phiên này, cả cái giai đoạn này cũng thế, cũng không hề có xu hướng. Đúng không ạ? Hoàn toàn không có xu hướng. Như vậy chúng mọi người nhìn thêm cả cái giai đoạn này, toàn bộ
coi như chúng ta coi như toàn bộ khu vực này là không có xu hướng, đúng không ạ? Giai đoạn này toàn bộ không có xu hướng, nó chỉ có bắt đầu xu hướng mạnh khi mà nó tạo mô hình, đúng không ạ? Mô hình đi tăng điểm, đúng không ạ? Bắt đầu từ cái cây lên này, cây lên này. Đây chỉ cho mọi người cho nhìn cho nó rõ. Chúng ta cần phải phân biệt được cái yếu tố đó thì khi chúng ta giao dịch phái sinh nó mới nhàn được, không thì mọi người không không phân biệt được điều đó thì rất là nguy hiểm. Phái sinh nó không quá phức tạp nhưng chúng ta cần phải biết là lái nó đang 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 có khả năng lái, nó cũng không phải là thằng có kinh khủng đâu, nó cũng phải phụ thuộc vào VN30 hết. Thì cả giai đoạn này không có xu hướng này, bắt đầu giai đoạn từ đây này, từ ngày 20 tháng 5 năm 2021 cho đến ngày chính xác là ngày mùng 4 tháng 6 năm 2021 là giai đoạn có xu hướng, đúng không ạ? Xu hướng đi lên rõ ràng luôn, đúng không ạ? Kể cả cái cây nến này trong giai đoạn ngắn như này nó vẫn nằm trong một xu hướng chính đi lên đó, mọi người nhìn đúng không ạ? Như vậy chúng ta nhìn thấy rằng là cái số lượng phiên không có xu hướng này nó chiếm bao nhiêu? Chiếm rất lớn, trong khi cái số lượng mà phiên có xu hướng thì sao? Mọi người nhìn thấy số phiên không có xu hướng này, nó chỉ vỏn vẹn ngừng nghỉ phiên thôi, đúng không ạ? Có ngừng vỏn vẹn ngừng nghỉ phiên thôi, không có nhiều đâu. Sau đó là sao ạ? Cái phiên này, hai phiên này đó ạ, là phiên có xu hướng, đúng không ạ? Nhưng mà đến bắt đầu đến hai phiên sau là hai phiên cũng không có xu hướng, đúng không ạ? Cái phiên ngày mùng 9 tháng 6 và phiên ngày mùng 10 tháng 6 này cũng là phiên không có xu hướng. Chúng ta hoàn toàn nhận định được, bởi vì sao? Đó là phiên khi mà giảm điểm chạm về vùng MA20, đúng không ạ? À, trước khi mà nói đến cái phần này thì cũng xin lưu ý mọi người, chúng ta sẽ sử dụng ở đây Kiên chia sẻ cho mọi người đó là ba cái chỉ báo kỹ thuật đơn giản mà cực kỳ là mọi người dùng mà cực kỳ lợi hại. Mọi người dùng Bollinger Band. Bollinger Band thì trên Bollinger Band này là có ở giữa, nó chính là đường MA20 đấy ạ. Mọi người vào cái trong trong quá trình giao dịch phái sinh nhá, mọi người nên dùng cái fan mà không nên dùng đồ thị của công ty chứng khoán, bất kỳ công ty nào. Tại vì sao lại vậy ạ? Tại vì chúng ta hình dung đó là khi trong quá trình giao dịch ấy, thì rất nhiều khách hàng cùng chung một cái xu hướng là họ roi vào đồ thị của một công ty chứng khoán nào đó để họ xem. Sau đó là quá trình nghẽn mạng rồi chậm lệnh rồi mạng internet là kém, thì dẫn đến là hệ thống của họ đương nhiên là cái đồ thị sẽ chậm và chúng ta sẽ đưa ra quyết định chậm hơn và bị trễ. Và nhiều khi đồ thị do trễ như vậy nhiều khi không chính xác nữa. Do đó chúng ta nên dùng Fan, dùng Free cũng được, không vấn đề gì cả. Thì nó sẽ có ba cái đồ thị như này. Và mọi người dùng đồ thị như này, đồ thị để chúng ta quan sát, đúng không ạ? Thì chúng ta tiếp tục cái câu chuyện là chúng ta sẽ dùng tín hiệu là Bollinger Band là 1, MA là 2 và MACD là 3. Đó, chúng ta chỉ cần dùng ba kỹ thuật này thôi, chúng ta có thể là người chủ động trong cái việc giao dịch được rồi. Và nếu mọi người làm thành thạo thôi ba cái tín hiệu kỹ thuật này thôi là đủ để chiến thắng rồi. Đừng đừng mong cầu quá gì quá cao xa với quá nhiều kỹ thuật, bởi vì chúng ta chỉ cần giỏi hai cái thôi, Bollinger Band và cái MACD này là quá đủ rồi, quá đủ để chúng ta giao dịch rồi, theo kỹ thuật rồi. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy một cái điều là quay lại một cái vấn đề, đó là cái số phiên có xu hướng và không xu hướng. Thì tiếp tục chúng ta nhìn thấy này, sau khi thị trường, đúng không ạ, nó lại tiếp tục có 3 phiên không có xu hướng. Duy nhất có một phiên có xu hướng thì sau đó là 3 phiên không có xu hướng. Và tiếp theo đó chính là những phiên này, chính là phiên cũng không hề có xu hướng của VN Index. Và để ý là VN 30 cũng thế thôi. Và giai đoạn này cũng thế ạ, giai đoạn không có xu hướng. Nên là anh em giao dịch phái sinh giai đoạn này ấy. Và trên thì nếu mà bản thân Kiên tư vấn thì mọi người đừng kỳ vọng quá cao, lãi quá cao vào cái giai đoạn này. Mà tuyệt đối khi giai đoạn nhá, mọi người ghi lại này, khi không xu hướng cần lưu ý này, nó chiếm 70% đi, chúng ta xác định với nhau là số phiên không có xu hướng nó sẽ chiếm khoảng 70%. Đó là điều nhất. Thứ hai là mọi người phải gạch đầu dòng thứ hai, đó là gì? Khi không có xu hướng thì đừng bao giờ để qua đêm, đừng bao giờ để qua đêm và đừng bao giờ để vị thế đến ATC. Đó là một cái lưu ý cực kỳ quan trọng. Đó, mọi người ghi vào. Đó là chúng ta nhìn thấy rất rõ nhé.
rất rõ vấn đề là xu hướng nó sẽ là như thế nào. Còn giai đoạn này chúng ta nhìn thấy sau khi thị trường đi lên rất cao và có những tín hiệu, thứ nhất là giai đoạn Bollinger Band khi mà lên chạm Bollinger Band đã yếu, đúng không ạ, hình thành hai cây nến đỏ, đồng thời chúng ta thấy rằng thị trường chứng khoán cổ phiếu gần như không có lãi, thì cái rủi ro xác suất cho một đợt điều chỉnh giảm mạnh là nhìn thấy rõ. Ngay cả một cây nến này, trước đó có một chị, bởi vì Kiên không tư vấn giai đoạn đó, là kịp này là Kiên không tư vấn phái sinh, nhưng mà chị có hỏi về phái sinh, Kiên nói luôn ngày hôm nay, cái ngày hôm sau đây này, cái ngày hôm đấy là Kiên đã bảo là sẽ có một đợt giảm mạnh, một ngắn thôi, một hai phiên thôi, thì đúng phiên đó giảm, nhưng phản giảm không nhiều, nhưng mà ngay ngày hôm sau giảm rất mạnh, và phiên này chính là phiên giảm của 40 điểm, Kiên nhớ đúng là phiên giảm 40 điểm, và chị đấy không vào sọt được, bà chị không dám sọt, vì ngày hôm trước là bà ấy sọt cứ bị kéo lên kéo xuống, bà ấy sợ và không vào, và ngày hôm sau là ngày phiên sọt rất mạnh, bà chị không có cơ hội để ăn 40 điểm đó. Còn cái nhịp này là nhịp giảm, và cái nhiều yếu tố nhìn thấy rất rõ, đúng không ạ, yếu tố rất rõ đó là thị trường đã yếu, và mọi người nhìn thấy sao ạ, nến đã thủng MA20, đúng không ạ, nến thủng MA20, thủng và kéo lên hồi, đây chỉ là nhịp hồi thôi. Và ngay cả Kiên cũng có báo mọi người là đoạn này cổ phiếu không vào được và mọi người đứng ngoài, đúng không ạ, tất cả các nhà đầu tư đều được nhận thông tin như vậy hết, đánh sóng và lướt sóng ngắn không vào nữa, và mọi người thì hiểu rằng rủi ro thị trường là cao và nó có thể điều chỉnh giảm bất kỳ lúc nào đó, và sự thực rằng là hai phiên này đã chuyển giảm rất mạnh, đúng không ạ, giảm rất mạnh, và chúng ta cần phải là người xử định bám theo xu hướng, và đây chính là một trong những cái phiên có xu hướng mạnh, đúng không ạ. Như vậy chúng ta nhìn điểm danh nhé, điểm danh lại thị trường thì chúng ta nhìn thấy rằng là có bao nhiêu ạ, trên vùng đỉnh thì bao giờ các cái phiên rằng co cũng rất nhiều, và cái số phiên ấy nó có xu hướng nó chỉ chiếm vào 30% thôi, đúng không ạ. Đó là yếu tố mà VN-Index trên sơ qua cho mọi người. Tiếp theo là những cái chính của chúng ta ấy, là chúng ta nhìn VN-30. VN-Index này để chúng ta quan sát những cái vùng hỗ trợ này, nếu nó giảm về đấy thì bao giờ nó cũng sẽ có nhịp rằng co không xu hướng trước khi xác định trở lại xu hướng là lên hay xuống. Mọi người chú ý, khi đã giảm về đến vùng này rồi, index đã giảm về vùng này rồi, thì đừng cố sọt hay là cố long qua đêm. Và ngày hôm nay ấy, bạn Liên có hỏi cái việc là tại sao anh Kiên ơi, không em giữ sọt với vị thế thị trường này có được không, thì Kiên trả lời luôn, đó là long hay sọt qua đêm ấy thì rủi ro cũng là 50-50 thôi. Tại vì sao thế? Mọi người hãy nhìn thế này. Thứ nhất, mọi người nhìn thấy rằng là ngày hôm nay khi Kiên đưa ra hai kịch bản ngay đầu sáng, đó là gì? Đó là đầu tiên là index nó có vùng hỗ trợ như này, là vùng đầu tiên. Thứ hai, nếu kịch bản thị trường giảm mạnh thì index sẽ giảm về vùng này. Đó, vùng hỗ trợ dưới này đây ạ. Mọi người nhìn rõ không ạ? Đây, những cái nến thế này chi chít vào tích lũy trước đó này là vùng hỗ trợ tiếp theo, vùng hỗ trợ rất mạnh ở đây. Như vậy khi index đã giảm về vùng hỗ trợ rất mạnh như này thì sẽ rất khó để giảm ngay, và nó thủng vùng hỗ trợ đầu tiên và nó thủng ngay rồi thì nó xuyển vào vùng ngoài thì khó thủng ngay được, và như vậy nó sẽ chuyển sang trạng thái là không xu hướng, và ngày mai ấy, thì có thể có điều chỉnh giảm ngay, giảm mạnh, hoặc cũng có thể là điều có thể là lại tăng hồi trở lại ngay. Do đó tỷ lệ sẽ là 50-50, không xác định xu hướng ở đây, đúng không? Đó là về đến ngày. Còn chúng ta quan sát như sau. Cái chính là chúng ta sẽ quan sát VN30 nhá. Chúng ta sẽ quan sát VN30. Như vậy VN30 chúng ta nhìn thấy rõ, đó là khi nào có xu hướng. Chúng ta phải phân tích này. Đầu tiên thị trường là chẳng thế nào, cả cái đoạn này này là đất có xu hướng đâu, đúng không ạ? Đoạn này làm gì có xu hướng, bắt đầu vượt qua khỏi cái vùng tích lũy như này, quay trở lại một xu hướng, đúng không ạ? Như vậy những người nào muốn đánh chen ấy thì họ phải long từ đây, đúng không ạ, phải giữ ở đây, chứ còn đánh chen mà long ở đoạn này thì giữ qua đêm cũng có cái gì đâu, đúng không ạ, không có cái gì để ăn cả đó. Do đó thì
Đoạn này không nên giữ qua đêm, đúng không ạ? Chốt trước ATC, đừng cố níu kéo làm gì. Bởi vì Kiên có nhớ là những cái đoạn mà có thể là trước phiên như này, trước phiên ATC, ATC nó kéo ngược trở lại ngay. Do đó chúng ta chỉ chốt trong phiên thôi, đã là không xuống chúng ta chỉ ăn trong phiên thôi. Và xác định là biên ăn chỉ 2,5 điểm. Đó, cứ 2 điểm chốt dần, 3 điểm chốt một nhịp. Có khi 2 điểm chốt một nửa, còn sau đó thì để thị trường quyết định và chúng ta làm chốt tiếp. Đúng không ạ? Đó là kịch bản của thị trường giai đoạn này, không có xu hướng. Còn khi mà nó có xu hướng rồi, chúng ta quay trở lại cái giai đoạn này bắt đầu có xu hướng này. Đúng không ạ? Có xu hướng. Vậy nên nó có xu hướng này, nó chỉ có đâu đó chỉ được một đoạn ngắn như này thôi. Đúng không ạ? Có xu hướng được một đoạn ngắn rất ngắn. Đúng không ạ? Và sau đó lại quay trở lại trạng thái không xu hướng. Mọi người thấy không ạ? Lại không xu hướng. Đó. Đây là giai đoạn của những cái vùng cao. Còn đương nhiên chúng ta nhìn thấy những giai đoạn như này thì giai đoạn nó có xu hướng, nó rất là rõ, đúng không ạ? Đây, cái giai đoạn xu hướng mạnh nhé. Xu hướng nó chia làm hai loại, xu hướng mạnh và xu hướng yếu. Cái đoạn này là xu hướng mạnh rồi, đúng không ạ? Xu hướng mạnh rồi, đúng không ạ? Tích lũy đi lên, xu hướng mạnh. Ok, đoạn này ông nào giữ long chen được, đúng không ạ? Nhưng mà biên cũng đâu có được nhiều. Thế còn giai đoạn này sao? Khẳng định giai đoạn này là có xu hướng rõ ràng, nhưng mà xu hướng yếu. Và xu hướng yếu như này thì mọi người thấy rằng là sao ạ? Biên lãi của phái sinh đánh không được nhiều. Đấy, cả tháng thì tăng được có loanh quanh được 60 điểm thôi. Đó là cả tháng trời đấy. Thế còn giai đoạn này là giai đoạn cũng không có xu hướng này. Đó. Như vậy là chúng ta nhìn thấy những giai đoạn nhiều ấy. Giai đoạn nhiều ấy, thì xu hướng nó chỉ được chiếm khoảng 50% thôi. Chúng ta nhìn tổng thể cả giai đoạn. Bởi vì chúng ta trong cái giai đoạn nhỏ như này, chúng ta để ý nhé, đây là giai đoạn có xu hướng. Nhưng mà chúng ta nhìn trong tổng thể giai đoạn mà như này, giai đoạn này, thì bản chất nó cũng không có xu hướng, đúng không ạ? Một phiên tăng, một phiên giảm, một phiên tăng, một phiên giảm, một phiên tăng, sau đó lại đi lên như này. Như vậy chúng giai đoạn này ấy, xác định là giai đoạn mà chỉ đánh trong phiên thôi, cũng không có xu hướng mạnh. Không có xu hướng mạnh thì sẽ không giữ qua đêm, mà không có xu hướng mạnh ấy, thì chúng ta chỉ xác định ăn trong phiên thôi và ăn ngắn thôi, đúng không ạ? Không xu hướng mạnh thì không khác gì không có xu hướng cả, biên tăng không có nhiều. Đó. Như vậy là chúng ta cần phải hiểu tính chất bản chất của từng giai đoạn thị trường nữa. Xung lực đi lên mạnh của những nhóm cổ phiếu nó còn mạnh không? Đúng không ạ? Khi mà nhìn thấy cơ hội cổ phiếu nó không còn nhiều nữa thì chúng ta thấy rằng là thị trường khả năng nó sẽ đã gặp rủi ro rồi, khả năng nó sẽ có điều chỉnh. Đúng không ạ? Điều chỉnh thì có thể điều chỉnh ngắn, một hai phiên giảm mạnh, nhưng cũng có thể là điều chỉnh theo cái điều chỉnh mạnh trong những nhịp, ví dụ đây là một trong những nhịp mà điều chỉnh mạnh. Nó chia làm hai nhịp điều chỉnh, đúng không ạ? Hai sóng chỉnh. Đó là cái nhịp mà chúng ta có thể chiếm lợi thế rất lợi rất nhiều. Bởi vì sao? Một phiên này mà cầm chen ấy, nó bằng cả một tháng trước giữ, ba phiên giảm bằng 30 phiên trước tăng, đúng không ạ? Những phiên giảm đây này, chúng ta nhìn thấy một phiên giảm nó bằng bao nhiêu ạ? Một phiên giảm này nó bằng hai phiên, một phiên giảm thôi mà nó bằng cả 7-8 phiên tăng. Đó. Do đó là những cái thời điểm mà thị trường sóng giảm mạnh ấy, mà chúng ta không ăn được ấy, thì rất là lãng phí. Đúng ạ. Đó là kịch bản của thị trường. Như vậy chúng ta phải ghi lại đầu tiên, đó là phải xác định thị trường đang ở giai đoạn là không xu hướng, có xu hướng, hay là chia làm ba loại, là một là không xu hướng chiếm 70%, 60-70%. Thứ hai đó, nó là không xu hướng, xu hướng mạnh. Và thứ ba là xu hướng yếu. Đó, xu hướng yếu thì cũng không khác gì không xu hướng cả. Bản chất là chúng ta cũng có thể giữ chen, nhưng mà gần như là biên tăng không có nhiều. Chúng ta chỉ giữ qua đêm trong những cái trường hợp mà có xu hướng mạnh. Xu hướng mạnh mọi người nhé. Còn lại không xu hướng yếu và không xu hướng chúng ta không nên giữ. Không nên giữ qua đêm. Không có lợi thế chúng ta. Để mà xác định mà trong ở đấy là về xu hướng, trước khi chúng ta tham gia vào một phiên giao dịch của thị trường, chúng ta phải xem rõ là ngày hôm đấy là thị trường ở giai đoạn nào đã, đúng không ạ? Thế sau đó thì chúng ta cần phải xem xét là cái nến đồ thị. Nến đồ thị thì chúng ta xem là cái nến đến 1 giờ đó. Bởi vì sao ạ? Đối với đồ thị của mỗi 1 giờ của khung thời gian đối với chỉ số VN30, nó có tính quyết định rất cao cho cả một xu hướng mạnh hay yếu. Nó quyết định
Và bản thân Kiên cũng chỉ dùng đến 1 giờ hoặc là trong phiên xem đến 30 phút đối với VN30 mà thôi. Không có gì khác cả, và mọi người để ý như vậy. Vậy thì làm sao để xác định xu hướng của VN30 bây giờ? Đúng không ạ? Thì mọi người để ý này. Trong bất kỳ một tín hiệu nào đi xuống của chỉ số chính VN30, nó đều có tin báo trước, và mọi người có thể dùng đến 30 phút để xác định rõ cái thời điểm xuống mạnh hay yếu của điểm vào. Ví dụ như sau. Giai đoạn trước đây ạ, giai đoạn này ạ, chúng ta nhìn thấy rất rõ là yếu tố là thị trường cố kéo đi lên, đúng không ạ? Nhưng chúng ta nhìn vào sao ạ? Chỉ số MACD thì rõ ràng là đang điều chỉnh tiến giảm về dần về không. Trong khi đó thì sao ạ? Trong khi đó thì sao? Đồ thị giá đúng không ạ? Đang hướng lên đúng không ạ? Xong một xu hướng lên. Đúng không ạ? Tuy nhiên MACD thì đang tiếp tục là hướng xuống. Đúng không ạ? Có xu hướng xuống. Và có hiện tượng là gì ạ? Phân kỳ. Người ta gọi là phân kỳ âm. Phân kỳ âm khi mà giá cứ tăng nhưng mà động lực của MAC lại giảm. Mọi người hình dung ạ? Như vậy là nếu mà MACD phân kỳ ba đỉnh như này thì chúng ta phải có biến biến gọi là có sự biến tướng của nó một chút nhé. Đó là cái đây nó đang xuống tăng này, nhưng mà sau đó thì nó có cái nhịp nó tăng mà tăng nhẹ hơn này, đúng không ạ? Yếu hơn này, và nhưng MACD vẫn đang xuống, và chúng ta nhìn thấy rất rõ này, những cây nến gần như là đi ngang chạm Bollinger Band, nhưng đi ngang và điều chỉnh giảm, điều chỉnh giảm, khả năng rủi ro và cái nến đỏ nó xuất hiện này, những cái cây nến gần như biên này nó giữ, và cái nhịp đầu tiên là thủng đúng không ạ? Thủng MA20 đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy thủng đường MA20 màu đỏ đấy đúng không ạ? Mà sau đó thì nó lại rút chân lên rất yếu, và ngay sau đó là cái nhịp giảm rất mạnh đúng không ạ? Khi chúng ta bắt được nhịp giảm như này, chúng ta sọt thoải mái ở bên phái sinh, yên tâm, và nó gãy rất mạnh như này. Khi gãy rất mạnh thì bao giờ ấy, mọi người phải lên rằng rằng khi gãy rất mạnh nhưng cái đường MA này nó chưa kéo xuống thì bao giờ nó cũng sẽ có một nhịp hồi lên. Đó, bao giờ cũng sẽ có một nhịp hồi lên để làm sao ạ? Mục tiêu là nó kéo cái đường này này, kéo cái đường MA này đi xuống. Nó kéo cái đường MA này đi xuống, phải xuống. Đúng không ạ? Thì đây, sau khi hồi và giảm mạnh thì chúng ta cần phải tính toán là nó giảm về vùng vùng nào. Đừng thấy là nó giảm quá sâu rồi chúng ta đừng có xót đuổi nữa. Bản thân Kiên không xót đuổi, không bao giờ xót đuổi, đã qua điểm vào đẹp thì thôi. Đoạn này vẫn xót được nhá. Thủng cây nến này xót được, cây nến trên này vẫn xót được, bởi vì là dù cái xác suất nó cao, nhưng mà đã thủng cây nến này rồi, cả một cây nến dài kéo cây nến rút chân dài như này mà đã thủng rồi ấy, thì giảm ấy, thì là sọt thoải mái đi. Nhưng mà đến xuống dưới này rồi thì là sọt là 50 50 này, bởi vì đếch điếc nó giảm mạnh thêm nữa hay không thì chúng ta phải xác định ở đâu này. Đây là hỗ trợ đầu tiên này của lên 30 phút này. Đó. Tiếp theo vùng này, vùng hỗ trợ tiếp theo này. Đó. Chúng ta nhìn thấy cái lên giảm sâu nhất đây không ạ? Đây là vùng hỗ trợ tiếp theo. Vậy trường hợp nó thủng cái vùng hỗ trợ này rồi, đúng không ạ? Đây là thủng rất mạnh, kéo đến cuối cây lên 30 phút vẫn giảm thủng. Như vậy thì xác suất giảm tiếp là cao, đúng không ạ? Xác suất giảm tiếp là cao, hoặc cùng lắm nó chỉ có hồi nhẹ ở đây một tí và nó tiếp tục giảm mà thôi, đúng không ạ? Đó thì xác suất giảm là cao, nhưng mà tốt nhất ấy, chúng ta lên sọt ở cái vùng khi mà nó có dấu hiệu giảm như này, đã sọt phải dùng trên này rồi, đúng không ạ? Soi bên kia phải giảm là nó sọt cho sọt rồi, chứ đừng đợi nó giảm xuống tiếp dưới này bắt đầu mới lăm le và giảm sọt đấy, bởi vì nhiều khi nó chỉ kéo lên tí thôi nó chênh nhau cả chục điểm rồi, và anh em sợ anh em lại cắt ra và cứ cắt thế là lỗ lỗ trồng bó ngay. Thì bây giờ nó giảm xuống dưới này rồi, hỗ trợ mạnh, vùng hỗ trợ mạnh rất mạnh ở vùng thứ hai này rồi thì sao ạ? Thì nó phải có nhịp hồi chứ. Bản chất thì chỗ này ấy, Bollinger Band nó mở ra mở xuống, MACD vẫn đang ở trên này, nó chưa cong xuống đúng không ạ? Thì nó phải có nhịp hồi lên để nó bẻ cái đường đường MA20 này xuống, kéo, như vậy nó sẽ có nhịp hồi lên đúng không ạ?
nó sẽ có được hồi lên. Và bản chất là chúng ta nhìn thấy rõ cái nhịp này, đúng không ạ? Hoàn toàn chúng ta đánh được. Và khi bẻ xuống ấy, mọi người nhớ rằng là khi nó hồi lên tiếp cận rồi thì nó bao giờ nó phải bẻ xuống, thì nó phải thoải, nó phải tích lũy thải xuống, bó bó gọn cái thằng MA10 này xuống, đúng không ạ? Như vậy nó mới sinh ra cái đoạn này này, cái đoạn mà nó bó cái thằng này, nó dập lên dập xuống này. Giai đoạn này ấy thì chúng ta thôi, nếu ông nào mà không có kinh nghiệm thì tốt nhất không tham gia phái sinh ở đoạn này thì cũng được, không có gì cả, đúng không ạ? Bởi vì nó cũng trông thì cũng có sóng to đấy, thế nhưng mà giật lên giật xuống ấy, là không chọn được điểm, là cũng không ăn thua, mà không vào nhanh. Ví dụ đoạn này phải vào ngay đầu ở chiều, đúng không ạ, thì mới có ăn được. Chứ nếu ông lơ là ở giữa giữa cái là không ổn, đúng không ạ? Còn khi nào nó xác định lại bắt đầu một sóng mới giảm, chúng ta tiếp tục vào sọt. Đây giai đoạn này sọt đây, chúng ta phải sọt sọt ngay giai đoạn đầu này. Khi mà nó giảm thủng này, nhìn thấy cơ hội, chúng ta nhìn thấy giảm này, thủng này, thủng nó test lại này, và cái nhịp này có thể chúng ta đã giảm ăn được đoạn ngắn rồi, chúng ta chấp nhận chúng ta phải ăn ngắn. Nhưng khi nó đã tích lũy quanh cái vùng MA20 này rồi và tích lũy, nhưng mà chúng ta thấy rằng tích lũy và nó không vượt được qua được, và nó lại tạo một cái lến giảm hoàn toàn so với cái lến trước đó, đúng không ạ? Ba cái lến trước đó, như vậy là xác định cái việc là thị trường tiếp tục giảm điểm, đúng không? Mọi người hình dung là chúng ta cứ quan sát là VN30 là chính, thì chúng ta sẽ không bị thị trường nó dần lên dần xuống, và chỉ vào khi mà có tín hiệu xác nhận thôi. Tín hiệu không xác nhận thì đừng có vào đó. Ví dụ ạ, chúng ta nhìn thấy ạ, MACD này hồi lên này, hồi lên nhưng có vượt được trên không đâu, đúng không ạ? Không thể vượt được trên không, vẫn ở bên dưới không và tiếp tục kéo bò đi xuống, đúng không? Và chỉ lo khi mà cái giá trị của trên không này, MACD vượt trên không thì mới làm mạnh, còn MACD vẫn đang ở dưới này thì là yếu mọi người nhé. Đó thì chúng ta cứ quan sát vào cái điều đó. Còn ngày hôm nay bạn Liên có hỏi rằng là em để sọt có được không, thì bạn nhìn thế này, bạn nhìn cái lên 30 phút đây này, đúng không ạ? Cái nhịp hồi và cuối phiên đây này, riêng cái lên này ấy, thì nó hoàn toàn ngày mai nó có thể điều chỉnh giảm về quanh vùng 24, nhưng nó có thể tăng luôn một nhịp lên vùng tiếp cận MA20 trở lại, quanh vùng từ 1469 đến 1475, đúng ạ? Nhưng có thể là nó sẽ điều chỉnh quanh những vùng này 25 trước khi nó tăng lên, hoặc là xác định cái nhịp hồi đó. Như vậy chúng ta xác định với nhau rằng nó hồi hay không thì giai đoạn này là giai đoạn lửng lơ, không ai biết được cả, 50-50, nên nó có thể tăng, nó có thể giảm, không ai biết được, đúng không ạ? Nhưng chúng ta nhìn vào với một cái lên như này thì khả năng nó có cái nhịp hồi lên, hồi nhẹ nhẹ lên là hoàn toàn nhẹ ở đây ấy, là cũng có lên cả, có thể lên được cả chục điểm hoặc 7-8 điểm, đúng không ạ? Như vậy là chúng ta khi chúng ta không biết rõ xuống, tốt nhất chúng ta không giữ qua đêm, ok chưa ạ? Đó là về cái VN30 chúng ta cần phải sử dụng các công cụ. Mọi người ghi lại nhé: Bollinger Band, MACD và đường MA20. Chú ý thủng MA20, thủng MA20 thì là ưu tiên short, và chỉ lo khi mà có MA20 trong một xuống đi lên. Đây này mọi người này, MA20 phải trong một xuống đi lên nhá. Đoạn này là long này, xuống đang đi lên, và xuống chính của MA20 vẫn đang đi lên, và lên phải trên MA20 thì mới long. Và ưu tiên sọt khi gì ạ? Lên thủng MA20 và sao ạ? Và hình thành những cái mô hình điều chỉnh giảm giá ở trước đó. Chúng ta quan sát những cây lên trước đó, ít nhất là phải quan sát khoảng chục cây lên trước đó nó đang ở trạng thái nào. Này, chúng ta nhìn rất rõ này, 5 cây lên trước đó này yếu, tiếp theo 3 cây lên yếu tiếp thì sọt mạnh là cao, đúng không? Và lúc ấy sọt chúng ta phải giữ. Đó là cái mà chúng ta cần phải chú ý. Còn đây trong xu hướng này, MACD giảm chúng ta ưu tiên short. MA20 đang xu hướng giảm, trong đó lên thủng MA20 tiếp tục thì chúng ta short tiếp, đúng không ạ?
Ok. Đó là chúng ta xác định xu hướng của MA20 trước khi chúng ta tiến hành long hay short phái sinh mọi người nhé. Tiếp theo là chúng ta căn cứ vào cái đó thì chúng ta tiến hành vào lệnh đối với phái sinh thì chúng ta vào lệnh trong phiên như nào. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là ở đây Kiên hướng dẫn mọi người với đa phần anh em thì Kiên cũng đưa ra hai quan điểm khuyến nghị trên hai đồ thị. Một là đồ thị 1 phút, hai là đồ thị 5 phút. Xu hướng thì chúng ta phải xem xu hướng chính ở VN30. Nhưng khi vào lệnh chúng ta sẽ vào lệnh phái sinh như nào? Thì đầu tiên về chỉ báo kỹ thuật Kiên vẫn đang dùng tất cả những chỉ báo như kia, MACD và Bollinger Band và đường MA20 mọi người nhé. Thì Kiên sẽ dùng đồ thị 1 phút hoặc đồ thị 5 phút. Nhưng mọi người lưu ý, dùng đồ thị nào vào lệnh từ đồ thị nào thì phải ra theo đồ thị đó, không được dùng một lúc xem quá nhiều đồ thị, đa không quá nhiều thời gian trên một cái lệnh chốt lời. Điều đó không nguy hiểm, không đếm sóng được, cũng không tính sóng được. Ví dụ như sau, ví dụ đây là một cái nhịp là chúng ta nhìn thấy nhá, chúng ta nhìn vào này. Đầu tiên với nhịp long, điều kiện là long gì mọi người ghi chú ý, mọi người ghi ra giấy này. Điều kiện để long đó là khi MA20 đang hướng lên, anh em ghi rõ ở giấy nhá, long khi MA đang hướng lên. Thứ hai đó là bẻ cong hoặc là đang hướng lên trong một xu hướng giảm này mà MA đang được bẻ cong hoặc là đang hướng lên thì chúng ta sẽ tìm điểm long. Long khi mà giá bứt lên tạo mô hình, thường là một mô hình nhá. Đây này, đáy đầu tiên này. Đáy thứ hai này cao hơn, đáy sau cao hơn đáy trước mọi người nhá. Đáy sau cao hơn đáy trước thì mình hình thành xu hướng được đúng không ạ? Đó, xác định xuống và đi lên. Hình thành mô hình đáy cao sau cao đáy trước và tốt nhất là mô hình ba đáy thì càng tốt. Mọi người nhìn thấy ba đáy chưa? Đây này, ba đáy này, một đáy đầu tiên này. Đó. Đáy sau hình thành đáy sau cao hơn đáy trước này. Đúng không ạ? An toàn vào mà long. Đúng không ạ? Còn đương nhiên là dùng lến vẫn được, cách thức về dùng lến thì vẫn ok. Nhưng mọi người phải hình dung là đó, ở đây Kiên đang hướng dẫn cho mọi người cái an toàn nhất để mọi người vào lệnh. Đúng không ạ? Chứ còn đương nhiên là lến vẫn được, nhưng mà anh em lến ấy thì họ phải chốt lời và dứt khoát, chứ không chẳng may không đúng mô hình đâu, nó đảo chiều cho lại vỡ mồm. Vì vậy chúng ta xác định này, xu hướng đi lên này, đúng không ạ? Tiếp tục sau đó là một cái đoạn MA20 nó tiếp cận những vùng này và nó bắt đầu đi lên. Như vậy chúng ta sẽ long ở những vùng này, tích lũy qua những vùng này chúng ta long được, đúng không ạ? An toàn long lắm. Đó, và chúng ta sẽ chốt lời xem ở những vùng kháng cự đây, điểm kháng cự đầu tiên đây. Đúng không ạ? Như vậy chúng ta thấy rằng là giá nó lên đến vùng này, đúng không ạ? Nó vẫn tiếp tục tăng mà thường nó vượt qua, đúng không ạ? Vượt qua test lại. Nó test lại thì chúng ta có thể chốt lời quanh những vùng này. Đó. Chốt lời khi chốt lời là gì? Đó là tạo mô hình đỉnh ở trong Bollinger Band. Mọi người thấy không? Tạo đỉnh này, ngoài Bollinger Band này, điều chỉnh này, tích lũy này, đi lên này, sau đó tạo một cái lến, tạo mô hình đỉnh trong Bollinger Band đây, mọi người nhìn thấy không? Đây có phải đỉnh trong Bollinger Band không? Đó. Đi chốt lời thôi. Đúng không ạ? Chốt lời thôi. Tạo mô hình giảm đảo chiều, chốt lời. Còn đương nhiên anh em nào gọi là chắc ăn thì cứ lên đỉnh cũ là chốt lời một lửa, đúng không ạ? Giảm điểm ta tăng điểm vượt qua tao chốt thêm. Đúng không ạ? Đấy là cách ăn chắc nhất. Còn không cứ đợi những cái mô hình tạo đỉnh như này bắt đầu chốt. Nhưng mà cẩn thận là nhiều khi nó giảm nhanh quá, một phút thôi không đặt lệnh được, hoặc là đặt lệnh lúc này ấy thì tốt nhất là chúng ta đặt lệnh theo cái còn nếu khi chúng ta MTL nhiều khi nó giảm nhanh là không được, mất giá, mất cái phần lãi tương đối đấy. Đó. Thì còn sau khi đó tích lũy làm sao ạ? Chúng ta nhìn thấy chưa? Xu hướng vẫn là xu hướng đi lên, nó chỉ bẻ cong cái đường MA20 thôi đúng không ạ? Bẻ cong đường MA20 này. Và chúng ta nhìn thấy sao? Bẻ cong đường MA theo lý thuyết ông Kiên nói rồi,
Đấy, nó lại bẻ cong. Sau đó nó tại mô hình lại có mô lớn đi lên. Long thôi. Chúng ta lại long tiếp ở đây. Đúng không ạ? Long ở đây thì bao giờ chốt lời? Thì chúng ta có vận động giá là khi nào đến thấy là nó yếu thì chốt lời thôi. Nhưng mà chúng ta quan sát này. Đó là bởi vì là ở đây ấy, nó có những cái vùng vùng rơi như này. Vùng rơi rất mạnh ở trước rồi. Thế nên là những cái vùng này khi nó vượt qua những cái vùng tích lũy như này ấy, thì thường nó phải tăng được khoảng 5 điểm trở lên. Đấy mọi người nhìn vượt qua khỏi vùng vùng tích lũy đây, cả vùng tích lũy lớn đây này. Đó là vượt qua cả vùng này rồi. Thì rõ ràng ở đây là nó phải tăng khoảng 5 điểm thì chúng ta cứ 5 điểm cộng lên. Đó, chúng ta 5 điểm cộng lên thì từ chỗ này ít nhất là 5 điểm nhá. Tích lũy dài như này. Như vậy từ 25 đến cái này là chốt được 30 trở lên rồi. Và cái quả này là có thể chốt được 30 trở lên. Đó là cái nhịp của chúng ta có thể chốt lời được. Đó. Thế còn khi là sao ạ? Khi mà đường MA lại bẻ cong, nhưng mọi người nhìn thấy đường cong của nó chưa? Đường cong của nó chưa? Giá bắt đầu giảm đây này. Giá đầu giảm rồi. Đó. Nhưng mà cái điều chỉnh giảm không có nhiều. Đúng không ạ? Sau đó thì nó lại thoát khỏi chen đúng không ạ? Thoát khỏi chen, nó có lại lại có một nhịp đi lên. Lại có nhịp đi lên tiếp theo đúng không ạ? Thì đấy là cái nhịp đây. Nó lại có nhịp tích lũy này. Chúng ta đánh này, chúng ta đánh rất là thoát khỏi chen này và có nhịp đi lên này, tích lũy này. Đó. Tích lũy này lại có một điểm đi lên và chúng ta trông cái này thôi. Trong vòng có 3 phút đồng hồ đúng không ạ? Trong vòng 3 phút đồng hồ rồi thôi. Nhưng chúng ta nhìn thấy rằng là sao ạ? Điểm số tăng từ vùng 31 lên đến vùng 36, 37 đúng không ạ? Như vậy là chúng ta thấy rằng tăng là 6 điểm. Không hề nhỏ chút nào đúng không ạ? Còn điểm so thì sao ạ? Chúng ta nhìn thấy nó tạo mô hình chưa ạ? Tạo phân kỳ. Điểm đây ạ. Đi lên. Đúng không ạ? Thứ hai là hình thành đỉnh ở trong sao ạ? Đỉnh ở trong Bollinger Band. Đúng không ạ? Một đỉnh, hai đỉnh, ba đỉnh. Ta nhìn nhá. Một đỉnh, hai đỉnh, ba đỉnh. Và có gì ạ? Xuất hiện phân kỳ âm. Đúng không ạ? Phân kỳ âm. Như vậy là khi mà tạo hình một mô hình cơ lớn như này, giảm mạnh như này thì short rất là cao. Đúng không ạ? Và chúng ta sẽ short ở đây. Cái lên này. Nhóm này, vùng này là chúng ta short, short thoải mái, short mạnh vào. Và chúng ta giữ, đúng không ạ? Vậy giữ thì trong cái vùng short này thì sẽ giữ đến khi nào? Thì chúng ta nhìn thấy ngay này. Hỗ trợ của nó đây. Đây là vùng hỗ trợ rồi. Đúng không ạ? Các anh nhìn thấy không ạ? Các bạn nhìn thấy không ạ? Đây là vùng hỗ trợ rồi. Thì chúng ta sẽ tính toán đến đây là chốt lời. Đúng không ạ? Tính toán đến đây chốt lời. Đúng không ạ? Đó là điểm chúng ta chốt lời. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ kỳ vọng đến như vậy. Bởi vì chúng ta đừng ăn ăn cả đuôi cá. Chúng ta hãy ăn cận thân cá thôi. Thì chúng ta thấy rằng là cái vùng này đó là cả một vùng hỗ trợ mạnh. Thì chúng ta sẽ chốt canh chốt ở những vùng gần. Ở đây. Quanh những vùng này trước đi. Ở cái đoạn mà giữa MA20 này này. Thì chắc chắn là chúng ta chốt được. Đúng không ạ? Vậy thôi. Chia sẻ như vậy chúng ta sẽ mọi người ghi vào lại nhá. Cái mà Kiên vừa chia sẻ là những cái mà mọi người có thể công cụ cực kỳ đắc lực đấy cho mọi người đấy. Trông đơn giản vậy thôi nhưng mà cực kỳ đắc lực đấy. Mọi người tuân thủ đi nhá.